Rồi em xin kính chào anh em, chào các bác. Thì hôm nay cũng như thông báo trước thì hôm nay em sẽ về một cái bộ gọi là khủng long của Luckman, bộ rề bao khủng long. Đó là bộ rề là C9 bao là M10. Thì đây là một con rề bao rất là khủng khiếp, gần như là đầu cao của hãng Luckman. Và bộ này trên thị trường thì cũng gọi là khá là bộ hiếm anh em nha. Đấy. Thì tất cả cái vỏ bọc bên ngoài của nó là phủ bóng piano anh em nha, phủ bóng piano hết nha, rất đẹp. Thì cách đây khoảng 3 tuần thì em có về một bộ C9 và mua lốc B10 thì nó đã lên đường rồi, em không có đăng. Và hôm nay là tiếp tục về phục vụ cho anh em là bộ C9 M10, một bộ rề bao khá là khủng đầu gấu của hãng Luckman. Đây anh em, đây thì anh em nếu anh em chơi cả con CD anh em còn 700-600 nữa bỏ vô làm combo luôn cũng ok. Đây. Đó. Và với con M10 này nó có công suất thực tế ra loa mỗi một kênh là 250W một kênh 8 ohm, và công suất tiêu thụ nó em nhớ không nhầm đâu là gần 600W thì phải. Đó, rất là khủng. Về con C9 thì một con rề khá là hay trong cái bộ của nó anh em nha. Đây. Và bộ này thì anh em nhìn vào là nguyên cái con bao, anh em thấy là cái mặt của nó là toàn là cái hai đồng hồ VU rất là to, nặng lắm nha anh em nhé. Con này nó nặng khoảng 40 kg, hơn 40 kg đó, nguyên cả bộ nó nặng hơn 50 cân, rất là nặng nha. Đấy, và em hôm nay em test cùng với nó là đôi lo JBL 4344 MK2. Thì đôi này em test với bộ này đây là xong để em chuẩn bị đóng gói sáng mai cho lên đường đi giao cho bác khách ở miền Tây sớm nha. Đó. Thì ở đây còn lại là bộ rề bao Luckman, rất là khủng luôn. Thì bộ này hiện tại đang có mức giá tại shop em là 135 triệu, 135 triệu anh em nhé, 135 triệu. Và cái bộ này nếu anh em sẽ tặng cho anh em một cặp dây ba lăng để nối từ cái rề sang cái bao, để anh em chơi dây nguồn rin, máy đẹp long lanh, đó, máy đẹp hết nha. Rồi, rề bao máy đẹp long lanh em nha. Đó, anh em nào yêu thì phone ngay ha, có một bộ duy nhất thôi, không có bộ thứ hai đâu. Bộ những bộ này là những bộ dạng hiếm của thị trường audio luôn chứ không có nhiều. Giá rất là ok cho anh em chơi nhé, 135 triệu ha. Anh em lưu ý anh em nào cân đối được thì phone ngay cho em chứ giá này em không bớt được đâu nha. Trên thị trường hiện tại thì có những chỗ nó bán là 140 mấy luôn đấy. Rồi thì cũng tiếp tục là cái album hồi sáng ha. Em test cho anh em nghe là cái đĩa CD đó, thì có bác khách hỏi em cái bài nào thì nó nằm trong cái bài đầu tiên của cái album này anh em. Cái này nè, em không có rành tiếng Hoa lắm. Nó là bài đầu tiên trong cái album này và em sẽ test lại một đoạn đầu tiên này cho anh em nghe nhé. Thank you.
Đấy, đấy là một đầu dạo đầu ha. Bây giờ em sẽ mời anh em nghe một đoạn nhạc có lời anh em nhé. Để anh em nghe được phân biệt được nha. Rồi, em sử dụng đĩa chép thôi à, không phải cao cấp gì hết. Với một cái mức đầu tư thấp hơn con E800 thì đây là một bộ ghép không thể bỏ qua cho anh em khi ghép với 4344 MK2.
Đúng ra thì em sẽ có thời gian thì em sẽ ghép luôn cái đàn Maxin Tóc ha, bộ đàn Luckman, nhưng mà hôm nay em phải đi giao rồi, cho nên có lẽ là đợi anh em chuyến sau ha, hàng về đôi khác thì em sẽ ghép với như thế này. Và ở đây thì còn lại bộ rề bao khủng của Luckman C9M10 có giá là 135 triệu anh em nha. Anh em cân đối tài chính và phone ngay cho em, và mức giá là bao ship nên em chuyển khoản đủ ha. Anh em nào mà ship cọt thì lưu ý chuyển trước giúp em 20%, và em sẽ không bao ship cho ship cọt anh em nha. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ.